Chúc mừng tất cả các thầy cô cũng như là các trợ tá, và chúng con cầu xin về Đức Kitô Chúa chúng con. Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúc mọi người ăn ngon miệng và chúc mừng ngày lễ Hiến Máu. Cảm ơn thầy cụ hiệu trưởng.